Thời gian qua, các vụ việc xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận xã hội, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo vệ trẻ em. Đặc biệt là việc phòng chống bạo lực trẻ em trong gia đình hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Tại Đà Nẵng, để nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ trẻ em, các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố chú trọng việc tăng cường kết nối, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm kịp thời phát hiện, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị xâm hại. Trang bị kỹ năng, kiến thức để trẻ em tự biết cách bảo vệ bản thân được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ trẻ trong các tình huống xấu. Vì vậy, mới đây, Trung tâm Công tác Xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông những kiến thức về xâm hại trẻ em. Qua cách trình bày trực quan sinh động, các em học sinh được tiếp cận một cách bài bản đầy đủ với Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, một địa chỉ tiếp nhận thông tin, phản ánh, tố giác các vấn đề liên quan đến trẻ em đã được quy định cụ thể trong Luật Trẻ Em năm 2016. Trong cuộc sống thì em cũng sẽ có gặp những cái hiểu biết mà em chưa hiểu được, em cần giải đáp và những cái chuyện mà em vẫn không thể gọi là không biết cách tâm sự với ai á, thì em sẽ gọi cho tổng đài 111 và thông qua cái có thể thông qua Facebook, Zalo hoặc là một cái trang web mà chính thống của 111 và giải bày để giúp em có thể tìm ra được một cái phương pháp đúng đắn cho cái quyết định của mình. Thời gian qua, Trung tâm Công tác Xã hội Đà Nẵng cũng luôn duy trì hoạt động của website, các trang fanpage với nhiều tin bài tuyên truyền. Đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đây thường xuyên tiếp nhận thông tin phản ánh và tư vấn về công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố. Trung tâm Công tác Xã hội cũng đã cử nhân viên công tác xã hội phối hợp với lại cán bộ phụ trách công tác trẻ em của các xã phường để cùng xác minh thông tin các vụ việc cũng như là lên kế hoạch cùng với các gia đình và ban bảo vệ trẻ em của xã phường thực hiện các cái kế hoạch mà hỗ trợ cho trẻ. Thường thì có những cái trẻ mà có phát sinh về vấn đề về khủng hoảng tâm lý thì nhân viên của công tác xã hội cũng đã sơ cứu tâm lý ban đầu. Các hội đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố cũng đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hướng đến nhóm đối tượng trẻ em yếu thế. Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phối hợp với thành đoàn tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về hành lang pháp lý trong tiếp nhận, thu thập thông tin và đề xuất các ngành chức năng xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em. Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã tổ chức giám sát cái vấn đề bạo lực học đường trong các cấp học trên địa bàn thành phố. Và sắp tới đây thì hội cũng sẽ tổ chức một đoàn giám sát trong cái nhóm trẻ độc lập tư thục. Ngoài ra thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng chủ động ký kết các cái chương trình phối hợp với các cái cơ quan ban ngành, ví dụ như là ký kết chương trình phối hợp với Sở Tư pháp, với Hội Luật gia, với Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố về cái nội dung liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em. Theo số liệu thống kê của Công an thành phố, từ năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 44 vụ gồm 57 đối tượng xâm hại trẻ em. Tổng số trẻ em bị xâm hại là 46 em, trong đó có 37 trẻ em gái. Việc tăng cường kết nối, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trẻ em được xác định là giải pháp quan trọng để mở rộng mạng lưới bảo vệ trẻ em, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xâm hại trẻ, tạo môi trường lành mạnh để các em phát triển.